Xin chào các bạn, hôm nay thì theo một số bình luận của các bạn trên kênh YouTube là yêu cầu mình review cái cặp loa Calyp The 5 này. Thì đợt vừa rồi mình cũng hơi bận nên là hôm nay mình mới làm review được. Chính vì thế mà trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cái chất âm của cái cặp loa này luôn. Và đồng thời mình cũng so sánh luôn với một cái cặp loa cũng là loa active liền âm ly, loa Bookshelf của một thương hiệu Đan Mạch, đó là thương hiệu Dali với tên mã là Zenser 1AX mà mình đã làm review rồi. À, nhưng mà đợt vừa rồi mình mua nó là vì giá hãng của nó giảm từ 16 triệu 9 xuống còn có hơn 10 triệu thôi, nên là mình đã mua một cặp để trải nghiệm. Ok, cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào chi tiết nhé. Ok, và trước cái phần đánh giá âm thanh của từng cái cặp loa này và so sánh nó với nhau thì bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn cái thông số kỹ thuật cơ bản của từng cặp loa một. Đầu tiên thì mình sẽ đi đến cái con Calyp The 5 này. Calyp The 5 thì nó vẫn có cái hơi hướng thiết kế theo cái phong cách tân cổ điển của các cái cặp Calyp giống như The 6. Và ở phía bên ngoài nó vẫn sử dụng thùng gỗ là gỗ MDF và phủ một lớp veneer gỗ thật. Ở đây lớp veneer gỗ thật này là gỗ walnut, là gỗ óc chó, nên chúng ta sẽ nhìn thấy vân khá là đẹp. Ở phía mặt trên này thì nó sẽ sử dụng một tấm nhôm phay với hai cái núm điều khiển để chọn đầu vào và tăng giảm âm lượng là sử dụng phím xoay vô cực. Đó. Và khi xoay như này thì các cái đèn này nó sẽ chạy lên chạy xuống để hiển thị mức âm lượng cũng như là chọn đầu vào, thì các đèn này nó sẽ nhảy các cái vị trí đầu vào. Ở đây có khá nhiều đầu vào thì tí nữa lật mặt sau mình sẽ cung cấp cho các bạn các cái thông tin về đầu vào. Quay sang mặt trước thì chúng ta sẽ thấy là ở mặt trước có hai củ loa. Hai củ loa thì vẫn là một củ loa chest có dạng họng kèn chắc chích đặc trưng của Calyp rồi. Ở bên trong cái họng loa kèn này thì sẽ là một cái loa chest với đường kính là 2,5 cm, sử dụng vật liệu là titanium. Đó. Cho cái giải cao của nó lên được 25 kHz. Ở dưới đây thì sẽ có một củ loa woofer với đường kính là 11,5 cm. Cái chất liệu ở đây là màng loa là bột gỗ ép thôi, và bột giấy ép ấy, và ở phía bên ngoài là gân cao su khá là dày. Và cái công suất của một cái loa này thì sẽ là 80W. Ở trên này là 20W cho loa chest và ở dưới đây là 60W cho loa woofer. Đó. Và như vậy là tổng công suất của cả bộ hai loa của nó sẽ là 160W. Đây là công suất mắc đỉnh. Và giải thấp này của nó thì xuống được là 50Hz cho giải thấp. Rồi, ở phía mặt dưới đây. Ở phía mặt dưới loa thì thay vì sử dụng 4 chân cao su thì nó lại sử dụng một cái tấm làm bằng cái bột gỗ, sờ vào khá là mềm. Nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng chân cao su để dán vào để thay thế. Rồi, bây giờ mình quay sang mặt sau nhé. Ở phía mặt sau này thì các tổng kết nối nó khá giống con The 6, có nghĩa là khá đầy đủ. Nhưng mà nó có thêm một cái cổng mà chúng ta dễ nhận thấy, đó là cổng HDMI ARC. Có nghĩa là những cái đời về sau này hãng người ta đã hướng tới là loa cắm cho TV. Như vậy là con loa này thì ngoài cái nghe nhạc thì chúng ta có thể xem phim được và có thể đồng bộ hóa cái tín hiệu âm lượng với TV, tắt bật và âm lượng. Đấy, vì nó hỗ trợ ARC. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có một cái cổng USB nhưng mà chỉ để cập nhật phần mềm thôi, vì ở trên này có một cái chữ là service này, là chỉ để cập nhật phần mềm thôi. Ở đây là một công tắc gạt left right để chọn cái loa này là chúng ta đặt bên phải hay bên trái. Một nút pair để ấn vào kết nối Bluetooth. Một đường RCA trắng đỏ. Thì với cái đường này thì chúng ta có thể cắm đầu đĩa vào, đầu đĩa CD này thì chúng ta gạt lên line, gạt lên công tắc phía line phía trên. Hoặc là chúng ta có thể cắm trực tiếp đĩa than vào đây luôn với một cái phono box tích hợp sẵn bên trong. Và chúng ta chỉ cần gạt công tắc này xuống phono là có thể sử dụng cái này để cắm đầu đĩa than vào rồi. Một đường AUX 3.5 để truyền tín hiệu analog vào này. Một đường sub out để đưa tín hiệu ra loa sub trầm để ghép thêm loa trầm tăng cái dải âm bass. Một đường tín hiệu số vào qua đường cáp quang này, ở đây có chữ optical là chúng ta biết ngay này. Một đường USB, cái đường này là đường truyền âm thanh cao cấp nhất của cái loa này, có nghĩa là chúng ta sẽ cắm trực tiếp cái dây USB để nối từ máy tính cắm vào cái USB chuẩn B trên loa này, thì lúc đó chúng ta sẽ truyền được nhạc lên tới 24 bit 192kz, vì bên trong này nó tích hợp một con DAC là 24 bit 192kz ở bên trong mà. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái đường tiếp ground, tiếp mát cho cái đĩa than, ví dụ trong trường hợp chơi đĩa than thì chúng ta sẽ tiếp mát vào đây để giảm các cái tín hiệu nhiễu tạp âm. Rồi, và ở đây là một cái rắc mà dây này nó tặng sẵn rồi để chúng ta nối từ loa chính nối sang con loa phụ. Cái dây này nó khá dài, nó cũng phải dài đến hơn 4 mét đấy. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái đường cắm điện nguồn sử dụng điện từ 100 đến 240V. Ở trên này thì có thêm một cái hộc thoát hơi, nó lại làm không phải hình tròn mà lại dạng dẹt dẹt hình chữ nhật. Nó giống kiểu của Dean Audio ấy, làm cũng khá đẹp. Tiếp đến là mình chuyển sang con Dali này nhá.
Dali thì vẫn sử dụng gỗ MDF để làm thùng loa. Bên ngoài thì phủ một lớp veneer gỗ thật, và theo nhà sản xuất thì cái lớp veneer này nó thuộc dòng cao cấp luôn, đang sử dụng trên các cặp loa hi-fi đắt tiền nhất của Dali hiện tại. Đó. Ở phía dưới này, ở phía dưới loa thì là bốn chân cao su. Bốn chân này thì không phải được dán sẵn đâu, về mình mới dán vào các bạn. Đó. Và loa thì chúng ta sẽ thấy là nó thấp hơn con The Fine một chút, cụ thể là cái chiều cao này của nó là 27cm này, thay cho 30cm của con The Fine. Nhưng mà bề ngang và bề sâu thì lại bằng nhau. Bề ngang này là 16cm và bề sâu là 24cm. Trọng lượng của Dali là 4,6 cân cho một bên loa, nhưng mà The Fine thì là 5,3 cân cho con loa chính này và 4,8 cân cho con loa phụ. Ở phía mặt trước của Dali này thì chúng ta thấy là nó là một cái tấm gỗ dày nhưng mà phủ bên ngoài một lớp nhựa bóng. Lớp nhựa bóng này thì nhìn đẹp nhưng mà dễ bám vân tay lắm. Đó. Và có hai củ loa ở mặt trước, một củ loa chest màng lụa mềm, đường kính là 2,5cm. Và cái vật liệu này, vật liệu đun lụa mềm này theo hãng là vật liệu độc quyền của hãng, và nó có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều lần so với những cái đun lụa thông thường. Và cái củ loa chest này cũng là cái củ loa được sử dụng trên các cặp loa hi-fi đắt tiền nhất của Dali ở thời điểm hiện tại. Và cái loa chest nó cho giải cao lên được là 26kHz. Ở dưới này thì chúng ta có một cái đèn hiển thị trạng thái của loa đặt ở mặt trước, khá là dễ điều khiển, dễ là nhìn trong cái lúc chúng ta điều khiển ngồi đằng trước loa. Ở phía dưới đây là một củ loa woofer đường kính là 13,1cm này. Vật liệu là vật liệu truyền thống của Dali, mà tất cả các loa Dali đều sử dụng vật liệu này, đó chính là sợi gỗ ép dưới áp suất cao và gân cao su. Cho giải thấp xuống được là 53 Hz đấy. Và tổng công suất cho một bên loa này thì sẽ là 50W. Sử dụng âm ly Class D, như vậy là một cặp loa chúng ta có công suất là lên đến 100W. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay đến mặt sau của loa. Mặt sau của loa thì chúng ta thấy có một cái móc treo, như vậy chúng ta có thể hiểu là loa này có thể đặt sát tường cũng được, hoặc là treo loa lên tường cũng được luôn. Và cái cách treo này cũng rất là dễ để treo này. Ở dưới đây là một cái lỗ thoát hơi dạng hình tròn và vật liệu là nhựa. Có ba cái nút ấn đằng sau, bao gồm là nút suột để chọn tín hiệu đầu vào qua đường nào thì chúng ta ấn vào đây, và đèn nó sẽ hiển thị các màu sắc khác nhau ở mặt trước để chúng ta biết là chúng ta đang ở đường vào nào. Một nút tăng giảm âm lượng này. Đấy. Một cái cầu chì, một cái nút tắt bật loa và một cái đường cắm điện nguồn vào, hỗ trợ điện từ 100 đến 240V. Một đường tín hiệu analog sử dụng jack 3.5mm AUX và một cái đường sub out để đưa tín hiệu ra loa sub trầm bên ngoài. Một cái đường đưa tín hiệu số qua đường cáp quang in. Và có một điều mình rất là thích ở loa Dali là tất cả những người mà lắp ráp cái loa này thì đều ký tay ở đằng sau mỗi con loa. Và như vậy nó cho mình cảm thấy được cái sự an tâm và cái sự tinh tế trong cái việc lắp đặt cái loa này. Đó. Và cái chip xử lý thì truyền cái đường âm thanh qua quang học này nó sẽ là cao nhất, nó lên được 24 bit, 96kHz. Và Dali thì nó không sử dụng các cái chip DAC và điều xung mã PCM thông thường như các cái loa khác, mà nó lại sử dụng là điều chế độ rộng xung PWM, và tất cả các tín hiệu khi mà đưa vào cái loa này nó sẽ chuyển hết về tín hiệu số các bạn nhá. Ngay cả các bạn đưa tín hiệu vào tín hiệu analog ở đây, hay là đưa các tín hiệu tương tự vào, nó sẽ chuyển hết sang số, sau đó nó đưa qua cái bộ xử lý DSP của hãng, sau đó thì nó mới khuếch đại tín hiệu lên và điều chế độ rộng xung PWM và đưa ra loa. Đó. Và theo nhà sản xuất thì với cái công nghệ đó, nó làm cho các cái độ, các cái méo về tín hiệu sẽ được xử lý và đưa ra âm thanh tự nhiên hơn. Đó. Và không thể thiếu đó là một cái đường cọc mạ vàng để kết nối tín hiệu ra cái loa phụ. Và cái dây thì nó sẽ được tặng kèm khoảng tầm dài khoảng tầm hơn 3 mét, nhưng mà cái dây tặng kèm của hãng thì mình test thực tế thì nó đưa ra tín hiệu chưa được tốt cho lắm và nó không phát huy được hết cái khả năng của cái loa này. Và mình thì mình đang dùng là một cái dây này thì dây mình tự làm thôi, dây Linton của Mỹ, và nó được phủ bạc và có một cái lớp bọc chống nhiễu. Và trên thử nghiệm thực tế thì mình thấy là dùng với các cái dây này thì nó cũng chỉ quanh khoảng gần 1 triệu cho 2 mét dây thôi, thì thực tế mình thấy là nó cho ra cái nền âm tĩnh hơn và âm thanh có phần sạch sẽ hơn. Đó là cái trải nghiệm thực tế. Và nhìn qua cái loa này thì các bạn thấy ngay là cái con The Fine này nó có điểm mạnh là nó rất là nhiều cổng kết nối. Như vậy chúng ta có thể nối được nhiều loa khác nhau hơn, nhiều các thiết bị khác nhau hơn nhé. Đấy, kết nối được nhiều thiết bị khác nhau hơn. Và về cái thiết kế của loa cũng như màu sắc của loa thì nó cũng đẹp hơn con Dali này.
Nhưng mà về cái mức độ hoàn thiện thì mình cảm thấy được là Dali nó có một cái mức độ hoàn thiện và cái vật liệu sử dụng cao cấp hơn, ngay cả những cái củ loa, những cái mạch điện bên trong mình thấy là nó cũng đầu tư cao cấp hơn, vì các cái đồ đấy là nó cũng dùng trong những cái hệ thống loa hi-fi mà đắt tiền nhất của hãng. Đó, hai loa này thì nó có công suất là con The 5 này là 80W một kênh, con này là 50W một kênh, nhưng mà trên thử nghiệm thực tế thì mình thấy là độ lớn âm thanh cực đại của nó thì là ngang nhau. Đó. Còn về âm thanh thì hầu hết các cái cặp loa Buchsel mà với kích thước nhỏ như thế này thì điểm yếu nhất của nó chính là giải âm trầm, có nghĩa là tiếng bass. Nhưng mà Calyp The 5 thì lại làm tốt ở giải âm trầm, có nghĩa là loa nó bé nhưng mà bass của nó khá là mạnh. Và chính vì thế nên là nó thể hiện khá là tốt ở hạng mục xem phim. Loa này có thể sử dụng để xem phim khá là tốt và sử dụng để nghe nhạc mà có bass, kiểu như nhạc mạnh. Đó, nhưng mà chính vì cái điểm mạnh của nó ở giải trầm nên là nó sẽ tạo nên cái điểm yếu, đó là khi mà chúng ta chơi những cái nhạc tiết tấu nhanh hoặc là có bass ấy, thì khi bật to cái loa này nó sẽ tạo ra cái độ ồn rất là cao, nghe âm thanh rất là ồn và rất là rối. Đấy. Và một cái điểm yếu nữa của Calyp The 5 đó chính là cái khả năng tái tạo lại sân khấu trình diễn của nó rất là kém, có nghĩa là loa thì là loa hai kênh stereo nhưng mà khi chúng ta ngồi ở giữa để cảm nhận vị trí của ca sĩ và nhạc công trong dàn nhạc thì gần như là không cảm nhận được gì cả, vì cái loa nó không không nó ồn và nó lại rối nữa, thêm nữa là cái độ sạch sẽ và chi tiết thì nó không được cao như con The 6. The 6 thì mình đánh giá cao hơn con này khá nhiều, và đó cũng là lý do mà cái loa này người ta đặt tên là The 5 chứ không phải là The 7 hoặc hay là cao hơn. Đó. Và trái lại với The 5 thì Dali nó lại làm tốt những cái điểm yếu của con The 5 này. Dali thì giải âm thanh của nó, giải chung của nó khá là ấm áp và dày dặn, mềm mại. Ba giải âm nó khá là liền mạch và mềm mại, mượt mà nhé, nó có cái tính mượt mà và nó thể hiện được cái độ ngọt ngào của giọng ca sĩ. Giải cao của nó thì lên khá là chi tiết và có cái độ tách bạch cao. Và cái điểm mạnh nhất của Dali mà mình thấy đó chính là cái khả năng tái tạo lại cái sân khấu trình diễn cực kỳ rõ nét. Mặc dù là hai cái loa nhỏ như thế này thôi nhưng mà khi chúng ta ngồi ở giữa chúng ta cảm nhận rõ ràng vị trí của ca sĩ cũng như là nhạc công trong dàn nhạc. Mặc dù là nhạc không phải nhạc chất lượng cao nhưng chúng ta vẫn cảm nhận rõ ràng. Đó chính là cái chất lượng của cái Dali này. Nhưng mà nhược điểm của Dali thì chúng ta thấy rất rõ, đó chính là cái giải âm trầm nó xuống, hãng công bố là 53 Hz nhưng trên thực tế thì mình thấy nó chỉ xuống được khoảng tầm 60 Hz hoặc thậm chí là không đến 60 Hz. Và như mình đang sử dụng cái loa này ở phòng chỉ có khoảng tầm 10 mét vuông thì mình thấy là nó vẫn thiếu trầm, và mình khuyên các bạn là như mình thì mình đang dùng với một cái loa sub trầm, thì ở đây mình đang dùng với loa sub trầm, mình tìm khá là nhiều nhưng mà để mà có một cái loa sub trầm nhỏ này thì mình cũng tìm được cái con Calyp, con này là Calyp R8 với công suất tối đa của nó lên đến là 150W, công suất RMS là 50W, và ở dưới đây nó sử dụng một cái bass là 20 cm. Đó thì khi sử dụng với cái sub trầm này thì giải trầm có thể xuống tốt hơn và thậm chí xuống sâu được đến khoảng tầm 40 Hz. Đấy, nếu như mà đặt ở một cái vị trí hợp lý ở trong phòng thì nó có thể xuống được 40 Hz, nghe thì nó sẽ đầy đủ, cả ba giải âm nó sẽ mượt mà hơn. Đó thì mình đang dùng với sub trầm này. Còn một số các cái điểm lưu ý là khi sử dụng thì mình thấy là tuy là cả hai loa này đều có điều khiển từ xa nhé, nhưng mà khi mà chúng ta không sử dụng điều khiển từ xa thì con The 5 này thì lại dễ điều khiển hơn, vì các cái nút của nó lại là nút vặn và nó đặt ở phía mặt trên loa, trong khi đấy thì con Dali thì lại là nút ấn và đặt ở phía sau loa, nên gần như các nút đấy ở nhà mình không hề dùng đến luôn, không bao giờ ấn tới vì nó ở phía sau cái loa, rất là bất tiện khi sử dụng. Nhưng mà cái đèn thì nó đặt mặt trước nên là nó dễ sử dụng hơn. Còn đây thì lại không phải đèn nhá, đây nó chỉ là cái mắt đọc hồng ngoại để nó thu cái tín hiệu điều khiển thôi. Đó, đó là một số các lưu ý để các bạn khi sử dụng. Đó là cái cảm nhận, chia sẻ, đánh giá cá nhân của mình về hai cái cặp loa Calyp The 5 và Dali Zenser 1AX. Cả hai loa này thì đều có đang trưng bày ở showroom điện tử Linh Anh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Các bạn có thể qua để trải nghiệm thực tế. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Vì em ra đi.
Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã gửi cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ ai. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn thằng không tiếc nhớ em mãi suốt thêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Đời đâu nhớ khi cây khô thương là xa cạnh, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không em, khi ta nay đã rời tay. Chào thế giới.